Các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân mến, tiết học trực tuyến hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em văn bản quê hương của nhà thơ Tế Hanh, một hồn thơ được xem là nguồn cảm hứng bắt đầu từ tình yêu quê hương. Mục tiêu cần đạt của bài học: thứ nhất, các em sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tươi sáng, giàu sức sống của một làng quê miền biển được miêu tả trong bài thơ và tình cảm quê hương đầm thắm của tác giả. Thứ hai, các em sẽ thấy được những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ. Ta đi vào phần 1 La Mã, đọc và tìm hiểu chú thích. Thứ nhất là phần tìm hiểu về tác giả. Các em đọc phần chú thích sách giáo khoa trang 17 và cho biết sơ nét về cuộc đời sự nghiệp của nhà thơ Tế Hanh. Cũng từ phần chú thích sách giáo khoa trang 17, em cũng tìm hiểu về bài thơ quê hương có vị trí gì trong cuộc đời nhà thơ và nằm trong tập thơ nào. Tế Hanh, tên khai sinh là Trần Tế Hanh. Ông sinh năm 1921 tại một làng chài ven biển tỉnh Quảng Ngãi. Ông có mặt trong phong trào thơ mới. Với những cái sáng tác bền bỉ phục vụ cách mạng, ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Thơ ông mang nặng nỗi buồn và tình yêu, nỗi nhớ quê hương miền Nam da diết. Bài thơ quê hương được viết năm 1939 là sự mở đầu cho cảm hứng phong cách thơ của ông. Bài thơ được in trong tập thơ Hoa Niên, xuất bản năm 1945. Ta sang phần 2 La Mã, đọc và tìm hiểu bài thơ. Cô và các em cùng đọc diễn cảm bài thơ quê hương nha. Quê hương, chim bay dọc biển đem tin cá. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới, nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng, dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã, phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, rưỡng thân trắng bao la thâu góc gió. Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ, khắp dân làng tấp nập đón ghe về. Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe, những con cá tươi ngon thân bạc trắng. Dân chài lưới làng da ngâm rám nắng, cả thân hình nồng thở vì xa xăm. Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm, nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ, màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi. Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Tế Hanh, trong Thi Nhân Việt Nam. Các em hãy nhận xét về thể thơ và bố cục của bài thơ. Bài thơ thuộc thể thơ 8 chữ, gieo vần liền và ôm. Gieo vần liền là gieo vần giữa các khổ liền sát với nhau như là hai từ sông, hồng. Gieo vần ôm như là hai từ cá, mã. Bài thơ có bố cục như sau. Hai câu thơ mở đầu giới thiệu chung về làng tôi. Sáu câu thơ tiếp theo miêu tả cảnh thuyền chài ra khơi đánh cá. Tám câu tiếp nữa là cảnh thuyền cá trở về bến. Và khổ cuối cùng là nỗi nhớ làng khôn nguôi. Ta sang phần 2 La Mã, đọc và tìm hiểu bài thơ. Em hãy đọc hai câu thơ đầu và cho biết tác giả giới thiệu thông tin gì về làng nơi ông sinh ra. Theo em thì cách giới thiệu làng của ông bình dị hay là cầu kỳ? Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới, nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Hai câu thơ đầu rất là bình dị, tự nhiên. Tác giả đã giới thiệu chung về làng quê của mình
Nội dung hầu như chỉ có ý nghĩa là thông tin, phải không các em? Ta sang phần thứ hai. Cảnh dân chài bơi thuyền ra khơi đánh cá. Các em đọc 6 câu thơ tiếp, cho biết tác giả miêu tả đối tượng nào, không gian, thời gian nào. Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng, dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã, phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường xa. Các em hãy tìm và phân tích giá trị nghệ thuật ở 4 câu thơ đầu. Các em thấy không? Đó là những câu thơ đẹp, mở ra một cảnh tượng, một bầu trời cao rộng, trong trẻo, nhuốm nắng hồng bình minh. Trên đó, nổi bật là hình ảnh đoàn thuyền băng mình ra khơi. Hình ảnh so sánh con tuấn mã và một loạt các từ ngữ như là hăng, phăng, vượt, v.v. diễn tả thật là ấn tượng. Một khí thế băng tới dũng mãnh của con thuyền làm toát lên một sức sống mạnh mẽ, một vẻ đẹp hùng tráng đầy hấp dẫn. 4 câu thơ vừa là phong cảnh thiên nhiên, vừa là bức tranh lao động đầy hứng khởi và dạt dào sức sống. Các em hãy đọc tiếp 2 câu thơ miêu tả cánh buồm và các em chỉ ra nghệ thuật được sử dụng ở đây. Cánh buồm rướng to như mảnh hồn làng, rướng thân trắng bao la thâu góp gió. 2 câu thơ miêu tả cánh buồm căng rất đẹp, một vẻ đẹp lãng mạn với sự so sánh độc đáo. Chúng ta phân tích, các em sẽ thấy hình ảnh cánh buồm trắng căng gió, biển khơi bỗng trở nên lớn lao, thiêng liêng và thơ mộng. Tế Hanh như nhận ra đó chính là biểu tượng của linh hồn làng chài. Nhà thơ vừa vẽ ra chính xác cái hình, vừa cảm nhận được cái hồn của sự vật. Sự so sánh ở đây không làm cho sự việc miêu tả cụ thể hơn, nhưng đã gợi ra một nét đẹp bay bổng, mang ý nghĩa lớn lao. Liệu có hình ảnh nào diễn tả được chính xác, giàu ý nghĩa và đẹp hơn để thể hiện linh hồn làng chài bằng hình ảnh cánh buồm trắng no gió, phải không các em? Bằng nghệ thuật, ẩn dụ, so sánh, độc đáo, miêu tả, bút pháp lãng mạn hóa, các em hãy cho cô biết xem nội dung chính mà tác giả muốn diễn đạt ở 6 câu thơ này là gì? Đó chính là phong cảnh thiên nhiên tươi sáng và bức tranh lao động hứng khởi, dạt dào sự sống. Chúng ta sang phần thứ 3, cảnh thuyền cá về bến. Các em hãy đọc 4 câu thơ đầu của đoạn này, chỉ ra những từ ngữ diễn tả âm thanh, không khí khi đoàn thuyền về bến. Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ, khắp dân làng tấp nập đón ghe về. Nhờ ơn trời, biển lặng cá đầy ghe, những con cá tươi ngon thân bạc trắng. Các em hãy tìm công dụng của dấu ngoặc kép ở đoạn trên. Khổ thơ thứ 3 là cảnh dân chài đón thuyền cá trở về. 4 câu đầu là một bức tranh lao động náo nhiệt, đầy ắp niềm vui và sự sống, toát ra từ không khí ồn ào, tấp nập, đông vui. Từ những chiếc ghe đầy cá, từ những con cá tươi ngon thân bạc trắng thật là thích mắt. Và dấu ngoặc kép để đóng lại lời tạ ơn chân thành trời đất đã sóng yên biển lặng để người dân chài trở về an toàn với cá đầy ghe. Như vậy, theo các em, nghệ thuật ở 4 câu thơ đầu là gì? Đó là tác giả đã sử dụng rất nhiều những từ lấy, tượng hình, tượng thanh, giọng thơ thì vui và tha thiết. 4 câu thơ tiếp theo miêu tả người dân chài và con thuyền nằm nghỉ trên bến sau chuyến ra khơi. Câu thơ đầu, dân chài lưới làng da ngâm rám nắng.
Câu thứ hai, cả thân hình nồng thở vị xa xăm. Ý nghĩa thơ ngoài tả thực còn mang một ý nghĩa nghệ thuật khác hay không? Câu đầu, dân chài lưới làng gia ngâm rắm nắng là tả thực. Câu sau là sáng tạo, độc đáo, gợi cảm và rất là thú vị. Các em thấy không? Người lao động làng chài, những đứa con của biển khơi được thể hiện rất là thi vị. Nước da ngâm nhuộm nắng nhuộm gió, thân hình vạm vỡ và thấm đậm vị mặn mòi, nồng tỏa vị xa xăm của biển khơi. Hình ảnh người dân chài được miêu tả vừa chân thật, vừa lãng mạn, vừa trở nên có tầm vóc phi thường. Thật là độc đáo phải không các em? Hai câu thơ tiếp theo miêu tả chiếc thuyền nằm im trên bến sau khi vật lộn với sóng gió trở về, cũng là một sáng tạo nghệ thuật độc đáo. Tác giả không chỉ thấy con thuyền đang nằm im trên bến mà còn thấy sự mệt mỏi, say sưa của con thuyền và còn cảm thấy con thuyền như đang lắng nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ của nó. Con thuyền vô tri đã trở nên có hồn, một tâm hồn rất tinh tế. Cũng như người dân chài, con thuyền lao động ấy cũng thấm đậm vị muối mặn của biển khơi. Không có một tâm hồn tinh tế, toài hoa, và nhất là nếu không có tấm lòng gắn bó sâu nặng với con người cùng cuộc sống lao động của làng chài quê hương, thì cô nghĩ rằng Tế Hanh không thể có những câu thơ xuất thần như vậy. Từ phép nhân hóa, từ cách miêu tả tinh tế, các em thấy đó, bức tranh lao động, náo nhiệt, đầy hứng khởi đã được tác giả thể hiện rất rõ ràng ở đoạn thứ ba này. Cô và các em sẽ phân tích khổ kết bài thơ. Ở bốn câu thơ kết, ngoài nỗi nhớ về những hình ảnh giản dị tự nhiên, nước xanh, cá bạc, bùn vôi, vì sao tác giả lại thốt lên câu cuối? Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Cậu học sinh Tế Hanh, đứa con hiếu thảo của quê hương, đang phải đi học xa quê, cứ luôn tưởng nhớ, nhớ tới cồn cào cái mùi nồng mặn đặc trưng của quê hương. Với Tế Hanh, cái hương vị lao động làng chài đó chính là hương vị riêng đầy quyến rũ của quê hương. Nhà thơ đã cảm nhận được chất thơ trong đời sống lao động hàng ngày của người dân. Đó là một điều đáng quý. Các em hãy tìm nghệ thuật mà tác giả đã sử dụng ở đoạn cuối này và phân tích cái đẹp của nghệ thuật ấy. Nghệ thuật liệt kê hình ảnh đậm chất trữ tình, khỏe khoắn. Ta thấy tất cả những hình ảnh quê hương trong bài thơ không hề buồn bã hiu hắt, mà như nhiều bài thơ mới cũng đề tài này, và thật tươi sáng, khỏe khoắn, mang hơi thở nồng ấm của lao động, của sự sống. Như vậy, nội dung chính của đoạn cuối đó chính là nỗi nhớ khôn nguôi, luôn chân thành và tha thiết của Tế Hanh dành cho quê hương của mình. Các em học sinh lớp 8 thân mến, quê hương của Tế Hanh là một bài thơ trữ tình. Nhưng phần lớn số câu của bài thơ chủ yếu là miêu tả. Phương thức miêu tả phục vụ cho biểu cảm, phục vụ cho trữ tình. Vì sao? Vì ngòi bút miêu tả của tác giả trong bài thơ không có khách quan, mà trái lại thấm đẫm những cảm xúc chủ quan. Như vậy, ta mới có những cái hình ảnh so sánh đẹp, bay bổng, đầy lãng mạn. Ta mới có những chỗ sử dụng biện pháp nhân hóa một cách độc đáo, thổi hồn vào sự vật, khiến cho sự vật có một vẻ đẹp, một ý nghĩa, một tầm vóc bất ngờ. Ngoài ra, cái hay và sức truyền cảm của bài thơ còn được thể hiện ở sự sáng tạo hình ảnh thơ. Bài thơ khá phong phú về hình ảnh. Có những hình ảnh miêu tả chân xác không tô vẽ, chân xác đến từng chi tiết, khiến cho người đọc trông rõ mồn một cảnh được miêu tả.
nhưng lại có những hình ảnh bay bổng lãng mạn có hồn. Hoài Thanh đã từng nhận xét: "Tôi thấy Tế Hanh là một người tinh lắm. Tế Hanh đã ghi được đôi nét rất thân tinh về cảnh sinh hoạt chốn quê hương. Người nghe như thấy những điều không hình, sắc, không âm thanh, như là mảnh hồn làng trên cánh buồm rương, như tiếng hát của hương đồng, quyến rũ con đường quê hương nho nhỏ. Nhưng thơ Tế Hanh đã đưa ta vào một thế giới rất là gần gũi, thường ta chỉ thấy một cách mờ mịt. Cái thế giới, những tình cảm ta đã âm thầm trao cảnh vật." Các em yêu quý, nếu không có một tình cảm yêu thương gắn bó sâu nặng với cuộc đời, với cái làng chài ven biển và với những người dân chài ở quê hương, thì nhà thơ không thể có sự cảm nhận tinh tế và sâu sắc để có những hình ảnh đầy sức sáng tạo như vậy. Các em đọc phần ghi nhớ. Để các em phát hiện và thẩm thấu được nội dung của bài thơ, đặc biệt cảm nhận một cách sâu lắng về nghệ thuật được tác giả sử dụng trong bài thơ. Ta sang phần cuối cùng, đó là phần luyện tập. Các em hãy đọc diễn cảm lại bài thơ quê hương. Các em hãy nêu nhận xét của em về tình yêu quê hương của Tế Hanh. Phần nêu nhận xét này các em làm trong vở bài tập, để khi nào chúng ta đi học trở lại thì giáo viên sẽ kiểm tra và cho điểm các em. Về phần củng cố bài học và hướng dẫn chuẩn bị bài mới, các em sẽ thực hiện theo 4 yêu cầu sau đây. Một là các em học thuộc lòng và tập đọc diễn cảm lại bài thơ quê hương. Thứ hai là các em có thể học thuộc phần ghi nhớ. Thứ ba là các em viết một đoạn văn thuyết minh ngắn từ 7 tới 10 câu về cảnh đẹp quê hương của em. Thứ tư là em soạn bài Khi con tu hú của Tố Hữu bằng cách các em đọc diễn cảm và các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 19, trang 20. Để giúp cho các em theo dõi bài một cách rõ ràng và cụ thể, thì ba trang tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn cho các em phần ghi bài vào vở. Các em ghi cẩn thận vào vở nhé. Các em học sinh lớp 8 trường Chu Văn An thân mến, cô vừa hướng dẫn các em phân tích bài thơ quê hương của nhà thơ Tế Hanh. Cô mong các em sẽ yêu thích bài thơ, sẽ thuộc bài thơ, và cô chúc các em có thật nhiều sức khỏe để học bài, chuẩn bị bài thật tốt. Hẹn các em vào một bài học lần sau.